Hiện tại ba Michael đang đứng có mặt ở đây là đường số 1 và đường số 4. Xin thưa với bà con cô bác, ở đây là bệnh viện huyện Bình Chánh. Cổng đầu cổng chính nó nằm ai luôn. Trời nó vừa mới nắng lên đó bà con, chứ sáng giờ nó mưa tầm mưa tả luôn. Thôi giờ mời bà con các bác lên xe ha, cùng với ba Michael đi dạo Sài Gòn ha. Đây là bệnh viện Nguyễn Bình Chánh nè, công viên này là công viên Bán Nguyệt. Thì xin thưa bà con cô bác á, ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 2024, bây giờ là đúng 12 giờ trưa. Ba mày gọi tưởng ba mày gọi đi quay phim không được luôn á, sáng giờ nó mưa nó dầm về luôn, tự nhiên giờ nắng lên nghe, thôi giờ ba mày gọi đi quay phim. Nhiệt độ bên ngoài á, do mưa á bà con, hình thử ra nó mát lắm, nhiệt độ có 28 độ C thôi, đâu đó khoảng 82 độ F. Rồi con đường này là con đường Tân Túc. Cái quán phở 12 này xe hơi vô ăn đông lắm. Nhưng mà con của bà mẹ cồn nó không thích ăn cái quán này. Nó nói ăn không có ngon. Mình thì mình gọi là không ngon á, chứ còn người dân giả bình dân gọi là dở. Tùy theo khẩu vị nha bà con, nhưng mà có cảm giác là nó giống như nó ngọt mà ngọt đường dữ lắm. Nhưng mà đa phần dân miền Tây á, dân mà mẹ ở dưới đây á, người ta bỏ đường nhiều lắm bà con, ăn cái gì cũng bỏ đường nhiều lắm. Đây là tu viện Tường Vân nè. Đường này là đường Nguyễn Hữu Trí. Hồi xưa con đường này có tên là con đường Rạch Cát đi Bến Lức. Nó là con đường chính đi về Long An đó. Cái khu này chắc hồi đó người ta chắc cũng gọi là Bến Lức á. Chợ đêm. Bến Lức chợ đêm. Bên tay trái này là bà con, là bệnh viện huyện Bình Chánh cũ á bà con. À, nguyên cái khu này nè. Khu này nó ngập nước ghê lắm cho nên phải di dời qua cái bên kia. À, bà con bác thấy không? Giờ là cỏ cây hoang dại mọc tùm. Cái cổng chính là xưa nó nằm đây nè. À.
đây là ngã ba Nguyễn Hữu Chí, ngã tư đi thẳng luôn là chợ Bình Điền. Rồi đây là cầu Bình Điền rồi bà con. À, bên kia xe đổ về miền Tây quá trời đông rồi. Hướng lên thì không có nhưng mà hướng về đông rồi. Cầu Bình Điền này là cầu Bình Điền mới nè, cầu Bình cũ là bên kia đó bà con. Bên tay trái là công ty phân bón Bình Điền, cái cơ sở sản xuất bao bì. À không phải nha, hình như là công ty phân bón miền Nam luôn á chứ không phải Bình Điền bà con. Ngã ba trên đây là ngã ba Dương Đình Cúc. À, cái chốt này coi, cái chốt cảnh sát giao thông nè. Đây, một chiếc xe bị lụm nè, số biển số 68. Gắn cái kiến nhỏ xíu rồi. Ba mẹ con không hiểu tại sao nhiều người mua xe xong cái mấy cái kiến mà của hãng á bà con gỡ ra hết trơn, thay vô mấy cái kiến nhỏ xíu. Rồi, khu vực này là chợ Bờ Ngựa. À, bà con bác thấy lượng xe đông không? Ở đây đó có bị một cái nút thắt cổ chai á bà con. Đó, cho nên nó bị đông xe cỡ này nè. Do cái con đường ở phía dưới á bà con, nó bự quá. Bắt đầu vô tới đây bắt đầu nó thắt cổ chai vô. Chứ còn nếu bình thường thì nó cứ đường nhỏ, cứ để đường nhỏ thì không bao giờ kẹt á. À, do tự nhiên cái ở đây nó tới... bà con bắt đếm thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 len. 6 len đường mà rút vô đó còn lại có 1 len, 2 len. Thì đương nhiên nó bị hắt cái cổ chai đó, cho nên bà con bắt thấy không? Giống như cái cầu Rạch Miễu ở dưới Bến Tre cũng vậy á, thực chất nó đâu có xe đông đâu bà con. Mà tự nhiên cái đang mấy len đường, 3 len đường, cái tự nhiên rút xuống còn lại có 1 len. Thành thử ra có mấy chiếc xe nó len ngang qua đó, bắt đầu nó xin vô, nó xin vô nó dừng lại là bắt đầu kéo theo cái kẹt. Chứ còn bình thường mà nếu mà một len thì để một len chạy không bao giờ kẹt xe á. Đó là như là làm không đồng bộ. Đó bà con thấy không, trên đây nè có xe nó có bị kẹt gì đâu, 3-4 làng nó tha hồ mà chạy. Nhưng mà qua cái điểm nghẽn đó rồi á, xin thưa bà con bác là cứ thế cái xe nó cứ tuần tự mà đi thôi thì nó cũng không có bị kẹt nữa, nó chỉ có kéo dài thôi. Bây giờ là 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa luôn, Sài Gòn 12 giờ trưa.
năm nhào cô bác ơi. Trái nhào, trái nhào nè bà con. Trái nhào cô bác ơi. Mùa này mùa trái nhào hay sao? Trái nhào với hình thù thấy ghê quá. Trái nhào cô bác ơi. Wow, bắt đầu nắng lên. Con đường này là hồi xưa là con đường quốc lộ số 4 rồi con, bây giờ đường Kim Dương Vương. Ồ, cái gì đây? Ồ, ra đây là cái trung tâm thu mua xe cũ rồi con. Thu xe cũ giá cao. Thường á, ba mày gọi nói thật với bà con, vắng nếu mà các ở Việt Nam mình á mà làm đúng như những gì mà họ nói á, bà mày gồ bán xe mình liền á, bà mày gồ trải nghiệm rồi, cái gì cũng tốt cho cái người quyền lợi của mình hết, nhưng mà khi mà vô xin thưa bà con phát ép giá dữ lắm, mất thời gian của đôi bên lắm. Ba mày gồ bị rồi. Mình ở đây mình thấy họ này, cái mình có nhu cầu, xin thưa bà con cô bác, họ ép giá mình ghê lắm. Điện thoại cũng vậy nữa. Bà con bác đi ở trên đường bán 2 hay đâu đó, thu mua điện thoại cũ giá cao. Trời vô họ ép mình thấy muốn rồi bán được thôi, cuối cùng nó mất thời gian đôi bên lắm. Ở thị trường ở Việt Nam nó có ba cái loại. Một loại mà muốn nhau nhanh gọn lẹ đó là đem ra mấy cửa hàng, nhưng mà họ thu giá thấp lắm. Còn một loại nữa là mình trực tiếp bán cho khách hàng luôn thì được giá cao hơn chút. Còn có thêm một loại nữa mà ba mấy cậu khoái lắm, đó là bán luôn cho hãng. Bán luôn cho hãng thì mình sẽ không có bị càm ràm bởi những cái lời chê bai. Xin thưa bà con bác, mình bán một cái món đồ của mình xài đồ, mình xài kỹ, xài bền, xài tốt như thế nào không biết. Nhưng mà cái tâm lý của Việt Nam mình á, đi vô gặp á, thà họ nói là họ muốn mua giá này đi. Không, họ chê bai, họ nói lỗi này, họ bắt lỗi kia, rồi họ làm gì, mình cảm thấy mình khó chịu lắm. Ba mấy cậu không được lắm. Họ cứ có cảm giác là giống như người bán thì khen điện thoại, rồi người mua thì phải cố tình chê điện thoại. Nó làm cho mình khó chịu lắm. Đồ của mình xài mà giống như họ làm giống như cái đồ hư, đồ đồng, đồ nát vậy đó. Đó. Rồi đi mua đồ cũ cũng vậy nữa. Ba mấy cậu không bao giờ mua đồ cũ nha bà con. Mua đồ cũ hả, họ một người bán á, mình tin tưởng ha, mình vô mình nói rồi họ xài tốt nữa, mà mua về sự cố tùm lum rồi. Chính vì cái xã hội như vậy á, nó làm cho cái vấn đề mà mua bán á, nó không có sự đảm bảo, cái lời nói nó không có uy tín, nó làm cho khó chịu trong quá trình sử dụng á. Ba mày gọi nó thật á,
cho nên sau này là ba mẹ gồm mua bán trong hãng, dù rằng là trong hãng nó giá tiền nó còn rẻ hơn nữa nha bà con, nhưng mà ba mẹ gồm thích vậy, bán trong hãng dễ lắm, điền mã series này nọ rồi thông báo là có lỗi xước gì hay không cái mình báo cái là hãng nó ra giá luôn ha. À, vậy thôi đó bà con. À, được giá thì bán, không được thôi, nhưng mà không có cái chuyện mà chê bai rồi nâng giá rồi nói cái kiểu mà lương lẹo qua mấy người không thích lắm. Mình đi mua cái vai trò mình đi mua, mẹ mua hàng đồ hàng về xài cũng được, mình cũng bực bội, mà mình mang vai trò mình người đi bán mà nó hỏi nó cứ chê bai hàng của mình cái không mình cũng khó chịu lắm, dù rằng là hàng có tốt nó cứ tối ngày nó cứ tím cái chỗ xấu để nó dìm giá mình xuống. Cho nên ba mày gồm mà có bán á, ba mày gồm bán luôn trong hãng luôn đó, mình chỉ cần lên mạng mình gõ vài ba dòng cái lát nữa có người tới tận nơi cái, mà cái người tới tận nơi họ cũng không có quy trình gì hết bà con, không phải không có quy trình mà họ không có nói nhiều với mình nữa, không có chê bai điện thoại gì với mình nữa, họ chỉ làm đúng cái bài test của họ thôi, đưa lên máy sau rồi quy trình nhập rồi xong, vậy là xong thôi đó. Ba Michael thích vậy á, dù rằng là sau này ba Michael so ra cái giá của nó, ví dụ đi cái điện thoại đó ba Michael bán được hãng nó mua của ba Michael có 11 triệu mấy trăm ngàn gì đó, nhưng mà cái giá đó trên mạng nó đang bán là 15 triệu, đó có nghĩa là mình bán trực tiếp cho người mua đó là 15 triệu, nhưng mà nếu mà mình thu vô cái cửa hàng của hãng á, có nghĩa mình đi ra cửa hàng á, ba mẹ còn cầm ra cửa hàng á thì nó thu vô là khoảng 12.300.000 hay 12.500.000, đó có nghĩa là nó thu cao hơn giá của hàng hãng khoảng mấy trăm ngàn á, mà đối với ba mẹ còn thôi mấy trăm ngàn đó thì xin thưa với bà con của bác không đáng để cho mình phải đôi co qua lại nói chuyện với nhau về mất ngủ mệt lắm. Cái tánh của ba mẹ còn hay để ý à, mà cái mình về cái mình cứ nghiệm mấy cái lời nói rồi còn là nói qua nói lại rồi thậm chí chưa kể mất thời gian của nhau bà con, đi qua nói qua lại chơi tới lui đàm phán giá không được cái bắt đầu cái thôi không mua, đợi không mua đó bà con bác thấy không, thời gian của mình nó để mình làm những việc khác nó ra tiền hơn chứ, với mình đi mình ngồi mình đôi co rồi mình nói qua mình nói lại người chê tới chê lui sản phẩm của mình rồi này nọ, rồi cuối cùng cái thôi thấy cái này không hợp lý không mua, mất thời gian của nhau dễ sợ luôn á. Trời ơi, thời gian đó để mình đi làm mình kiếm tiền còn nhiều hơn đó, cái tiền đó để mình gồm đôi co mình nói qua nói lại. Cho nên ba mày gồm mới nói mua trực tiếp vô thẳng hãng luôn, nó không có cái nhu cầu chê bai sản phẩm của bà con nữa, nó cái quy trình nó làm đúng quy trình vậy đó, và cái hàng thu mua là hàng nhân viên thôi chứ nó không phải là hàng người xài nữa, và nó làm đúng quy trình của hãng rồi nó làm thôi. À, ba mấy cô thích vậy á. Coi như là cho hãng nó gọi là rủi ro, bù lỗ rủi ro thôi thà vậy đi. À, mình biết chắc rằng là sản phẩm của mình ok vậy rồi chốt. Mà người Việt mình thì lại không thích bán cho hãng đâu bà con, ba mấy cô dám cam đoan bà con luôn á, thậm chí họ cũng không thích bán cửa hàng nữa, họ lên mấy cái trang rau vặt đó họ bán để họ kiếm được thêm mớ nữa. Mà ba mẹ ngồi suy nghĩ thời gian mà để ngồi tiếp xúc mà làm vậy thì mình đi kiếm tiền nó lẹ hơn, nó nhiều hơn cái tiền đó. Ở đây là chợ Phú Lâm nữa, ở bên công viên Phú Lâm nè bà con. Hôm qua ở đây ba mẹ ngồi thấy cái mắt đồ nồ như nó bị đóng cửa hay sao á, cái mắt đồ đồ đó nó mở cửa cũng lâu lắm á nha bà con, mắt đồ đồ Phú Lâm á, nó mở từ lúc mà ba mẹ còn nhớ là khoảng những cái thời điểm thời gian đầu mà McDonald's mới vào thị trường Việt Nam á, mà chắc có thể là làm ăn lỗ lã quá hay sao á. Đây hồi xưa là hãng khô cá mặn nè, giờ mình thử liếc qua hàng dòng coi bà con.
Nơi đây hồi xưa là cái đài phát thanh Phú Lâm nè, đài phát tuyến Phú Lâm. Hay là sửa chữa không biết nữa, để mình qua thử. Trời ơi gãy luôn rồi kìa, vậy là tháo xuống rồi. Tháo rồi. Rồi xong rồi.